Yo, hello again, chào mừng các bạn trở lại với Thao Mobile Games. Ngày nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái video dành cho những Training Play of the Week trong tuần này. Và tuần này chúng ta sẽ đến với phiên bản của Memphis Depay Deep Playing Forward Play of the Week khá là xịn. Đây là một trong những cái phiên bản mình thấy là khá là đỉnh ở trong cái box Play of the Week tuần này của chúng ta. Thì với cái phiên bản Depay này, nó là những cái sự kết hợp của rất nhiều những yếu tố về khả năng dây bóng hay là bứt tốc và khả năng dứt điểm của Depay. Chúng ta cũng đã có những cái phiên bản Depay về kể cả Standard hay là những phiên bản ở thẻ tuyển Hà Lan đợt World Cup vừa rồi, hay là những cái phiên bản mà của Barcelona. Tuy nhiên thì Depay hiện tại đang đá cho Atletico Madrid, và đây là một cái phiên bản mà chúng ta thấy được sự đồng đều, nó là rất rõ ràng từ Depay. Em có thể thấy ở đây chúng ta có cái bộ chỉ số về giữ bóng, dê bóng và chuyền trọt nó là khá đỉnh. Với một cái kiểu tiền đạo deep lying forward thì cái bộ chỉ số này là cực đẹp. Đây là một cái video mình đá cho Depay là đá vị trí đá cắm một tiền đạo thôi. Depay sẽ thể hiện như thế nào đây? Trận đấu này thì cũng có cái sự căng thẳng nhất định khi mà đối đầu với một đối thủ mà mình thấy là mạng nó cũng hơi bị delay một tí, nên đôi khi những cái đường chuyền của mình nó không thực sự quá mượt. Tuy nhiên thì vượt lên trên tất cả, Depay cũng có một cái trận đấu nó khá là ok. Không qua là Silva. Và gẩy bóng của Kulusevski dành cho Nelson, đây là Depay. Depay với những cái đường chuyền thực sự là có cái cảm giác. Với cái bộ chỉ số về chuyền này mình nghĩ rất là tuyệt vời rồi. Chưa kể đến là chỉ số về cái dây bóng, giữ bóng, kiểm soát, bứt tốc các thứ đều nó rất là cân bằng. Và nó đem lại cho mình một cái cảm giác cực kỳ yên tâm khi cầm Depay. Mbappé, một pha bóng cực kỳ hay, pha double tút vượt qua hai hậu vệ. Ông thứ ba thì không kịp vào để bè. Liệu rằng Depay có một câu trả lời dành cho Mbappé hay không? Đây là Depay, cầm bóng thực sự là chắc của Depay. Cái pha xử lý cũng có cái sự ngẫu hứng, cái độ ngẫu hứng nó rất là cao. Nelson, Jorginho, Depay. Anh em có thể thấy được là một pha dứt điểm nó thực sự quá tốt của Depay, dứt điểm một chạm. Mặc dù phiên bản lần này thì đương nhiên rồi, chúng ta có first time shot, không có skill gì mới cả. Kể cả cái phiên bản standard thì chúng ta cũng thấy là bộ skill nó là giống nhau. Vẫn có long range curler, long range shooting nên cái khả năng dứt điểm của Depay nó là ấn tượng. Tuy nhiên thì phiên bản này chúng ta cũng có cái finishing được cộng thêm, thành ra là Depay cũng sẽ shoot nó yên tâm hơn khá là nhiều. Pha bứt tốc xuống của Reece Nelson, một phiên bản Play of the Week mà chúng ta cũng đã làm video rồi. Nelson làm gì? Không thể vượt qua được Rodri, team bạn cũng chơi thực sự hay. Chỉ có điều là mình thấy nó đã hơi lag tí và hơi delay thôi. Delay là rõ, delay là hơi rõ một tí. Còn đá với team bạn thì rất là hay rồi, pha đẩy bóng của Kulusevski. Rất bình tĩnh, Depay đã bị việt vị. Ôi dồi ôi, không được. À không phải, phiên bản lần này nó chỉ là Go Butcher chứ. Xin lỗi anh em, lúc đầu cứ tưởng là Deep Line Forward nhưng thực tế phiên bản này là Go Butcher. Vậy thì Go Butcher của chúng ta thì đây là một cái phiên bản Depay nó là ấn tượng hơn khá nhiều khả năng chạy trội của Depay. Mặc dù chúng ta có cái bộ chỉ số về Offensive Awareness nó bị giảm xuống, pha rớt xuống khá nhanh của Depay không hề việt vị. Đúng chất Go Butcher đây rồi, nó thực sự là Go Butcher rồi. Nãy mình lại cứ tưởng mình đang nói về Depay Deep Line Forward, sau đây anh em nhá. Thì đấy, đó sẽ là những cái pha thoát xuống nó rất là nhanh của Depay. Và mình cũng không ngờ tới được cái khả năng di chuyển của Depay nó tốt đến như thế này ở cái phiên bản lần này, Play of the Week. Và đẩy bóng xuống dành cho Depay, chưa được. Đá hai chân, dứt điểm hai chân nó cũng khá là hay. Đây là một trong những cái vị trí tiền đạo mình thấy là dứt điểm hai chân nó có sự ổn định khá là nhiều. Chuyển cho các thứ nữa, để xuống dành cho Neymar, skill. Đấy, anh em thấy là một cái sự delay nó hơi nhẹ ở đây. Khi mà chúng ta đã cố skill rồi nhưng không thể vượt qua hậu vệ đối phương. Cuộc phản công của team bạn Lionel Messi. Mbappé đối đầu với Van Dijk, phiên bản Showtime vượt qua rồi. Dominic không được. Hàng hậu vệ của chúng ta đang có khá nhiều những cái sự thay đổi khi mà Thiago Silva, Depay, Thiago Silva và Van Dijk đã được xuất hiện. Depay pha xử lý quá hay. Vẫn là Depay di chuyển xuống sâu rồi. Cánh đang mở. Reece Nelson trả ngược. Hất. Ui. Rudiger đã chơi quá ấn tượng, nhưng đó là một pha bóng dê cực kỳ ảo của Depay. Không phải là ảo, nó là cái độ dẻo của Depay nó quá rõ. Cái quả hông, quả eo của Depay thực sự dẻo trong cái tình huống vừa rồi. Nói chung mình thấy đây là một cái phiên bản nó thực sự ấn tượng mà Konami làm cho Depay. Để so sánh với phiên bản Standard thì nó ấn tượng hơn rất nhiều rồi.
các phiên bản deep line forward của tuyển Hà Lan thì nó cũng có những sự thay đổi nhất định. Và cơ bản Messi double tooth cứ làm nó không được. Nó cũng có những cái sự thay đổi nhất định khi mà những cái phiên bản như Hà Lan deep line forward, phiên bản ở tuyển Hà Lan deep line forward của Depay thì chúng ta thấy được cái offensive awareness nó cao hơn. Một vài các chỉ số khác thì nó được thay đổi ít nhiều. Còn phiên bản lần này chúng ta thấy được một cái sự cân bằng. Nó khá là giống với phiên bản Delefield mà chúng ta cũng đã từng thấy. Nhưng phiên bản Delefield là một phiên bản deep line forward. Còn đây là goal poacher. Thì có lẽ là phần nào đấy nếu như có một cái bộ chỉ số cân bằng, nếu anh em hiểu ý mình, đó chính là cân bằng, dàn trải đều, mà cầu thủ đó lại còn đá style goal poacher thì nó thực sự có thể đem đến những sự nguy hiểm dành cho đối phương. Khi mà cầu thủ đó có khả năng là dê bóng này, độc lập tác chiến nó cũng là ấn tượng nữa. Dê bóng các thứ còn double tooth nữa cơ mà. Depay cũng có thể double tooth anh em nhá. Double tooth dứt điểm với Depay thì nó đúng là bài rồi. Cái bài mình chơi từ 2021 nó cực kỳ phê rồi. Không thể có một pha phản công khi Depay không có đường chuyền tốt. Nhưng đây Robertson cắt bóng tốt rồi, Kulusevski rất bình tĩnh, Kulusevski bứt tốc. Kulusevski cũng là một phiên bản mà Konami tung vào trong cái box 100 coin. Và đây cũng là phiên bản mình thấy khá là hay. Mình cũng sẽ cố gắng làm video sớm cho Kulusevski anh em nha. Phải test hơi nhiều một tí. Silva rất bình tĩnh, Jorginho cơ hội mở ra, Kulusevski, Nelson. Phá bóng bất ngờ của Nelson chưa đủ để vượt qua đối phương. Lại là cơ hội phản công dành cho team bạn, chúng ta đã dâng hầu hết các cầu thủ lên rồi. Chạm bóng tốt của Further, tiếp tục lại là pha phản công, Nelson để bóng cho Depay rất bình tĩnh. Skill úi trời con Rabona rất tốt, phối hợp Kulusevski, Depay. Depay lại là một pha bóng cực kỳ là quen thuộc rồi. Nhận bóng double tooth và dứt điểm. Nhưng đây là pha dứt điểm bằng chân trái của Depay. Cái pha xử lý nó quá mượt mà từ Depay. Hết Rabona rồi chạy chỗ thoát người. Và cuối cùng là pha double tooth dứt điểm. Quá kinh khủng phiên bản Memphis Depay trong tuần này. Phê thực sự nhỉ. Công nhận là mình thích chơi Depay suốt từ cái hồi mà Depay hold player của mùa 2021 cơ. Phiên bản Play the Week lần đầu tiên xuất hiện của Depay chơi cực kỳ phiêu. Và bây giờ thì Depay vẫn cho thấy được những cái tầm ảnh hưởng. Kể cả khi anh có thay đổi style hay anh có chuyển đi chơi cho đội bóng nào thì ở trong game Depay vẫn là một cái vị trí nó quá thú vị. Chúng ta đang có lợi thế, dâng lên anh em, hơi delay một tí và Kulusevski không thể truyền được. Cặp bóng tốt, Jorginho để xuống cho Depay, lại Depay những pha double tooth. À không, một chạm thực sự là mượt. Không được. Trận đấu đang rất căng thẳng, team bạn đang nhầm lên rồi. Son Heung-min, Cancelo không vượt qua. Further, Kulusevski, một pha bóng quá tốt của Kulusevski để xuống cho Reece Nelson. Depay đã di chuyển vào trong vòng cấm, những cái vấn đề ở đây là team bạn phải bị lừa đã. Depay, Kulusevski không vào. Liên tục vào những pha tấn công từ Kulusevski. Và Depay, chỉ có điều là chúng ta vẫn chưa có bàn thắng tiếp theo. Cá nhân mình thấy thì Depay khi đá một vị trí tiền đạo cũng sẽ có thể đầu độc tác chiến được nó khá là tốt. Đá cặp với hai tiền đạo thì chúng ta có lẽ sẽ phải yêu cầu một cái vị trí đi back forward hoặc là midrunner để đa dạng cái lối di chuyển hơn và khiến cho team bạn khó bắt bài hơn. Còn mình thấy là mình test Depay và Harry Kane thì nó cũng không đem lại cho mình một cái sự hiệu quả quá lớn. Tuy nhiên khi mà mình test Wiss với cả Depay thì nó lại là một cái sự ảnh hưởng, nó lại hay hơn khá là nhiều. Mặc dù là cái Wiss phiên bản Play the Week này cũng là deep line forward, nhưng mà có lẽ là do cái bộ chỉ số thành phần khác nữa. Chúng ta cũng thấy là Wiss là một cầu thủ mà thoát xuống đi cũng rất là nhanh, xử lý bóng cũng rất là nhanh ở trong chân và tốc độ cũng khá là tốt. Thì Depay sẽ cần một cái, thứ nhất có thể là một cái vị trí tiền đạo nào khác mà có thể tốc độ cao hơn này, hoặc là có thể kỹ thuật hơn này, hoặc là có thể là hút người để cho Depay có thể thoát xuống và dứt điểm. Vì Depay là goal poacher mà. Và băng lên đánh đầu của ai như là Gakpo. Thì đó, anh em có thể cân nhắc nếu có được Depay thì thử chơi Depay ở một vị trí CF, một tiền đạo như này thôi, để cho mình Depay cắm ở phía trên quẩy cho nó máu lửa. Không được rồi, cố gắng xử lý qua người nhưng không được, team bạn dồn ép nó khá là chắc chắn. Vinicius Junior pha stunning through passing không vượt qua được cơ hội phản công. Rakat, ui từ từ anh em ơi, đá bình tĩnh tử tế lại nào, không ổn. Ui giời, cặp bóng tốt của Silva, ôi giời, chuyền gì đây. Rồi, những cái giây phút cuối cùng này không hiểu sao chúng ta lại trở nên ngáo hơn khá là nhiều khi mà chúng ta đang có những cầu thủ có skill forecheck. À, cơ hội phản công cuối cùng của Depay, Memphis Depay đẩy người đi.
The Play thoát đi cũng khá là nhanh anh em ạ. Ok, và đó cũng là cái video dành cho phiên bản Memphis The Play Go Poster đem lại cho chúng ta một cái hoài niệm quá rõ ràng về The Play của phiên bản 2021. Trước kể đến là The Play vẫn thực sự quá hay với cái style Go Poster trong cái tuần này. Anh em nào mà quay được thì chắc chắn đây là một cái phiên bản mà lại dễ chơi, dễ trúng thưởng dành cho anh em rồi. Với mình thì chắc chắn là mình sẽ rất thích The Play, vì The Play có khả năng giữ bóng, dây bóng cực kỳ ấn tượng. Ok, hy vọng anh em thích cái video này và đừng quên like, subscribe để tiếp tục thăm games. Còn giờ xin chào lại. Peace. Và dứt điểm này thực sự ba cháy. Trời hay quá.